Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ tư tuần qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được thầy Quảng Hiếu giảng nhị khóa hiệp giải và thầy Huyền Châu giảng Du Già Bồ Tát giới. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học nhị khóa hiệp giải, thầy Quảng Hiếu giảng về nội dung chính của một thời tụng kinh. Một thời tụng kinh theo Phật giáo Bắc truyền gồm có Tán Dương và Đảnh Lễ Tam Bảo, Trì Tụng Chú Đại Bi, Trì Tụng Nội Dung Kinh Văn Chính, Trì Tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Tam Tự Quy Y và Hồi Hướng. Tam Bảo là ba ngôi báo, Phật, Pháp và Tăng. Sở dĩ nói rằng ba ngôi Tam Bảo là quý hiếm là vì một, khoảng thời gian Phật Pháp hiện diện trên thế gian này là rất ngắn so với khoảng thời gian của loài người có mặt trên thế gian này. 2. Trên đời này không có gì có thể đem lại lợi ích lớn cho chúng sanh như là Tam Bảo. Nhờ có Tam Bảo mới có được các vĩ nhân cứu nhân độ thế. Nhờ có Tam Bảo mà giá trị đạo đức con người ngày càng được nâng cao. 3. Phải người đại phước mới có duyên gặp được Tam Bảo và có chánh tín nơi Tam Bảo. Chánh tín ở đây nghĩa là niềm tin với sự thấu hiểu về Tam Bảo. Đức Phật, tất cả các pháp đều là vô thường, duyên sinh, vô ngã. Khi thấu hiểu được và thấy được giá trị của lời Đức Phật dạy, thì mới củng cố được niềm tin vào Tam Bảo. Nói về ngôi bảo thứ nhất là Phật Bảo. Đức Thế Tôn có ba đức. Một là Bi Đức hoặc Ân Đức. Đó là lòng thương không phân biệt đối với tất cả các chúng sanh. Hai là Trí Đức, là trí của Bậc Toàn Giác, biết rõ mọi điều trong tam giới. Ba là Tịnh Đức hoặc Đoạn Đức, là sự thanh tịnh tuyệt đối ở bất kỳ chỗ nào, lúc nào và với mọi đối tượng. Ngôi bảo thứ hai là Pháp Bảo, đó là một, lời thiện thuyết Đức Thế Tôn thuyết giảng; hai, lời Đức Phật dạy mà không có sự cực đoan. Đức Thế Tôn chủ trương tự do tư tưởng, ngoài dạy chớ vội tin lời dạy của Ngài mà hãy suy xét xác định là các điều nghe được là điều thiện, không phải điều bất thiện, được bậc trí khen ngợi. Khi đã tin và thực hành theo lời Đức Phật dạy, thì sẽ gặt hái được kết quả thành tựu trong hiện tiền. Ba, lời Đức Phật dạy mà bản thân ta phải tự nhận thức, tự giác tri, tự thực hành mà không phải nhờ vào sự trợ duyên, tiếp sức của chư Phật. Khi biết được ý nghĩa của Pháp, thì mới thấy được giá trị của lời Phật dạy và hiểu tại sao chúng ta phải tán thán Tam Bảo trước khi bước vào thời tụng kinh, bởi vì lời dạy của Đức Phật mang lại nhiều lợi ích lớn lao cho chúng ta. Ngôi bảo thứ ba là Tăng Bảo. Tăng là những vị tu hướng về chứng đắc các quả vị thánh. Tăng Bảo là một đoàn thể, không phải một cá nhân. Chúng ta quy y Tăng Bảo mà không phải quy y cá nhân một vị tăng ni nào. Do đó, chúng ta không nên vì một vài cá nhân không xứng đáng là tăng mà bài bác Tăng Bảo. Trong giờ học Du Già Bồ Tát Giới, thầy Huyền Châu nhắc lại tha thắng xứ trong Du Già Bồ Tát Giới là bốn giới trọng. Đó là tự tán hủy tha, sang lẫn tài pháp, sân hận không xả và bài bác chánh pháp. Mà nếu người thọ giới vi phạm là không xứng đáng là một Bồ Tát. Các giới khinh là giới nhẹ, nhưng nếu không hộ trì sẽ dần dần phát triển thành nghiêm trọng. Giới khinh thứ 10 là trụ tà mạng, làm chướng ngại khả năng thọ trì thánh giới của hành giả. Bồ Tát nếu sinh khởi giả trang, không có đức mà giả như có đức để được người khác cung kính, xiểm nịnh để được lòng người khác và mang lại lợi lạc cho mình, gợi ý, áp lực, yêu sách người khác làm theo ý mình, nhữ lợi, cầu lợi, nếm vị pháp tà mạng, không có tâm tàm quý, chấp chặt không bỏ, đó là vi phạm thuộc nhiễm. Nhưng nếu vì muốn trừ khử điều đó mà khởi dậy ý nguyện, phát khởi chuyên cần tinh tấn, nhưng lại bị phiền não cực mạnh che lấp bản tâm, do nghiệp chướng sâu dày từ nhiều đời,
khiến cho nó vẫn thường xuyên nổi dậy, thì đó là không phạm. Giới kinh thứ 11 là trạo cử động loạn, nghĩa là Bồ Tát bị động loạn bởi trạo cử, tâm không tịnh tĩnh, cười đùa lớn tiếng, quát tháo ồn ào, nhảy nhót bồng bột, chọc cười mọi người. Với các duyên như vậy, đó là vi phạm thuộc nhiễm. Nếu bị mất chánh niệm mà giấy động thì đó là phạm phi nhiễm. Nếu vì để đoạn trừ điều đó mà phát khởi tâm ước muốn, phát cần tinh tấn hoặc muốn bằng phương tiện ấy mà cởi mở sự hiềm hận nơi người khác, khiến cho chấm dứt, hoặc muốn giải tỏa sự sầu não của người khác, hoặc người có bản tính ưa thích những điều như vậy, bằng phương tiện ấy mà để dẫn dắt, khiến cho người kính thuận mà gìn giữ, nên chiều theo ý người ấy hoặc có những hữu tình khác, trong lòng người nghi kỵ Bồ Tát, ấp ủ hiềm hận, thù địch, chống đối. Bồ Tát bên ngoài làm vẻ vui cười, nhưng bên trong chứng tỏ thanh tịnh, tất cả những điều như vậy đều không có phạm. Giới kinh thứ 12 là không cầu Niết Bàn. Khi Bồ Tát khởi lên kiến giải, Bồ Tát không nên mong cầu Niết Bàn, trái lại nên chán bỏ Niết Bàn, không nên lo sợ các phiền não và tùy phiền não, không nên vì sợ mà tìm cách trừ diệt, không nên một mực sinh tâm yểm ly, vì Bồ Tát phải trải qua vô số kiếp trôi lăn trong sinh tử, cầu đại Bồ Đề. Nếu nêu lên lý thuyết như vậy, đó là vi phạm thuộc nhiễm. Có người cho rằng trên con đường sinh tử lâu dài, Đức Thế Tôn phải mất 3 A Tăng kỳ kiếp mới đạt được Niết Bàn vô thượng, thì chúng ta tu tập không thể thành tựu được đạo giác ngộ nhanh chóng được, không cần phải cầu Niết Bàn. Họ còn cho rằng chúng ta không cần sống xa lánh mọi người, sống với phiền não là điều tự nhiên, không cần phải diệt trừ. Đó là một luận lý rất sai trái với kinh điển Phật giáo. Như các thanh văn mong cầu, thân cận Niết Bàn, tâm hết sức nhàm tởm các phiền não và tùy phiền não. Cũng vậy, Bồ Tát mong cầu thân cận đại Niết Bàn, tâm hết sức nhàm tởm phiền não, còn gấp trăm ức triệu lần. Các thanh văn với mục đích đạt được nghĩa lợi vì một thân mình mà siêng năng tu chánh hành. Bồ Tát chứng đắc nghĩa lợi vì hết thảy hữu tình nên siêng năng tu tập chánh hành. Vì vậy, Bồ Tát tuy không phải là A-la-hán, cần phải siêng năng tu tập tâm không tạp nhiễm, tùy thuận tu hành trong các sự thể hữu lậu, thành tựu pháp không tạp nhiễm tối thắng vượt lên trên các A-la-hán. Như vậy, mong cầu của các vị hành Bồ Tát Đạo là thành tựu quả vô thượng Bồ Đề, Niết Bàn. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng, Phật giáo Nam truyền cho rằng tu chứng thành A-la-hán là xong. Trong Kinh Tạng Nguyên Thủy có các câu chuyện cho ta thấy rằng tầm nhìn về mặt không gian của một vị A-la-hán thanh vân không phải tầm nhìn của một đấng A-la-hán đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn không bao giờ muốn chúng ta chỉ chứng đắc đến A-la-hán thanh vân. Ngài nêu rõ rằng chúng sanh là Phật sẽ thành, nên Ngài muốn chúng sinh có thể chứng đắc đến quả vị như Ngài. Mà muốn được như vậy, người tu phải hành lục độ ba la mật, đó là làm vô lượng các điều lành để làm vắng lặng hết mọi khổ đau, đó là trạng thái Niết Bàn. Các vị thanh vân không những đem lại lợi lạc đến cho tự thân mà còn cầu vô thượng Niết Bàn. Như vậy cầu Niết Bàn là điều tất yếu. Trân trọng kính mời quý học viên tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay, thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Các học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được Thầy Quảng Hiếu giảng nhị khóa hiệp giải và cô Minh Huệ giảng kinh Pháp Cú. Kính mong các học viên hãy đến lớp đông đủ. Mỗi giờ học kinh là mỗi giờ tăng trưởng thiện căn phước đức, và chỉ có thiện căn phước đức mới giúp chúng ta có được cuộc sống bình an, may mắn. Ngoài ra, quý vị có thể vào trang nhà bồ đề Phật quốc.org để nghe lại chi tiết các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoàn pháp khác. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên thường xuyên kiểm tra email để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết khác.
Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.